mi vệt và quạ. Ngày xưa ngày xưa, họa mi, vệt và quạ đều không biết hát. Một hôm, họa mi nói với các bạn: "Tôi thấy chim vỏ của anh hát hay lắm nhé, thật đáng ngưỡng mộ." Vệt nghe vậy liền bảo: "Hay chúng ta đến gặp chim hoàng oanh, nhờ cậu ấy dạy hát cho." Họa mi và họa đồng ý. Cả ba đến gặp chim hoàng oanh và nói ra mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay. Hoàng oanh nói với ba bạn: "Học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó nhé." Mấy ngày đầu, Hoàng Oanh dạy các bạn luyện giọng. Quạ không kiên nhẫn được, nghĩ trong bụng: "Ngày nào cũng luyện giọng thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ?" Mấy ngày sau, quạ cầu nhau: "Sao cứ luyện giọng mãi thế?" Rồi quạ chán nản bay đi, không học nữa. Chỉ có họa mi và vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà Hoàng Oanh học. Ngày ngày trôi qua, họa mi và vẹt đã hát được với giọng êm ái. Chỉ có quạ là chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã. Quạ quạ quạ.